tỏ Tân Cương măng dưới khô đấy, cái đầu trâu này đấy, đầu trâu to dã man luôn này đấy, đầu trâu to đấy, đầu trâu to này mà đấy, đầu trâu, cái đầu trâu này, này bán bao tiền hả bác ơi? Không bán à? Cái này không bán không, để chơi thôi đúng không? Thật đấy nhỉ, dã man nhỉ, sừng to thế mà đấy, to nó cái đùi đại ca đấy nhỉ, nó phải to bằng đùi đại ca ấy. To ra mà luôn, bỏ rừng đấy nhỉ, còn thuần phục được con này mà giết nó là kinh khủng. À, tam thất, tam thất, không được gì, thần ăn thần bà đúng như này không được gì, mất ngủ, loại này là không lấy này, loại này không lấy này, tay nhỏ không lấy, vào tiền đình, máu, không, mấy cân tất cả, 4 cân. Có thuốc viêm xoang không? Có, xoang mũi ấy. 3 tiền 1 cân à anh? 3 tiền 1 cân à anh Công? Tí nữa báo giá riêng. Em một túi này nửa cân à? À? Một túi này nửa cân à? Mãi thêm à? À được, nửa cân, nửa cân. Anh em bao tiền túi này? Nửa cân một túi. Anh trai. À, 300. 300. Mình lại khác. 8 gói à? Để lấy cho vỉ viêm xoang nhé. Chữa đau dạ dày này, đấy, các loại luôn đấy. Trà cung đình hoa cúc này, dây thìa canh này, đấy, xả dây lá gan, chè lá vàng này, không thiếu cái gì luôn. Tất cả các loại ở trên này rất nhiều luôn đấy. Dã man luôn, đấy, khách du lịch rất là đông. À, em cầm nhá. Mang về thôi. Mang về thôi. 150 một túi anh em ạ. 150 nửa cân là 300 một cân. Đã 300 một túi, 600 một cân. Lấm hương. Lấm hương. Chợ Sapa nó chỉ có những cái đặc biệt như này thôi. Miễn sao vui là được nhá. Yeah. Yeah.